em nè. Dạ. Em thích cái gì nhất? Em còn không biết anh ơi. Em thích con chó không? Không. Em thích con mèo không? Không đâu. Em thích con bò không? Em nói em không thích mà. Vậy con thỏ em có thích không? Không mà. Con trai em có thích không? Dạ thích. Sao vậy anh? Con trai hả mày? Mày thích con trai hả mày? Mày đi chơi với em? Đâu anh bắt được em? Đâu anh bắt được em? Đâu anh bắt được em? À, à. Nó té rồi. Nó té rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.